lười á. Rồi sao mình làm cầm bò vậy thì mình thấy một anh chàng đẹp trai đi ra, mình nghĩ ôi trời ơi có trai đẹp rồi, mê mình mấy trái mà. Tưởng sao đi ra xong chắp tay xuống đất vô bỏ em làm cầm vậy mình nghĩ vậy. Sao bữa đó xui cái em bị cảm, cũng tí tay tí tở đi mua thuốc. Mình thấy cũng an tâm mình lắm, cái uống xong hỏi thôi giờ mình đi đâu nghỉ ngơi nha em, đó cái khúc đó. Cái xong cũng đi vô đó. Cái đó là vô đâu nè? Vô khách sạn đó chị. Khách sạn bữa đầu tiên á, cái vô trong đó cái thuốc ảnh mua tốt lắm chị, phát huy tác dụng cực kỳ, em ngủ mất tiêu. Ủa tầm luôn đó chứ. Dạ đúng rồi, nhìn nàng ngủ nguyên đêm. Hỏi là từ lần thứ hai có mua thuốc uống được không? Dạ không, có bệnh đâu nhớ nói là em bệnh đâu, em khỏe lắm. Ai chủ động rồi? Em là người mồi chài. Và lần thứ hai là lần đầu tiên em test ảnh đúng không? Dạ đúng rồi anh. Có tím như mình nghĩ không? À, không có tím. Rồi cái cảm giác của mình như thế nào? Trời ơi thất bại ê chè. Ai? Đây. Dạ, đầu tiên thì em gửi lời chào đến anh Thuận, chị Vân, các khán giả tại trường quay và các bạn đang xem chương trình. Em tên là Thanh Hùng, hiện đang là nhân viên sale marketing. Năm nay em 32 tuổi. Và không biết vợ của Hùng là tên gì? Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và tất cả mọi người của chương trình Vợ Chồng Son. Em là Ngọc Diệp, cũng 32 tuổi, em làm kế toán kho dược. Vậy thì cho anh Thuận biết là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau như thế nào và ấn tượng ra sao? Dạ, lần đầu tiên á là ấn tượng là em với chồng em là làm chung một cái hệ thống nhà hàng nhưng mà khác chi nhánh. Cái chi nhánh của chồng em á thì là vô tình cái cô quản lý bên đó thì bệnh nghỉ nên là điều em qua bên đó làm. Cái ngày đầu tiên mà em đi qua bên đó em chạy xe mà lên cái dốc cao lắm, em té sấp mặt dưới đường gì đó. Rồi xong mình làm cầm bò vậy thì mình thấy một anh chàng đẹp trai đi ra, mình nghĩ ôi trời ơi có trai đẹp rồi, mê mình mê trai mà anh. Tưởng sao đi ra xong chắp tay sau đít vô bỏ em làm cầm vậy mình vậy đó chị. Ê, có khi nào là em cận em không thấy không? Dạ không, thấy bình thường nhưng mà tại vì cái tiếng lành á anh nó đồn xa dữ lắm. Cô này là đi làm nhưng mà đi bằng taxi hoặc nhờ trai chở đi. Hoa bông là được tặng liên tục, gấu cũng được tặng liên tục mà đem tới tận cái cửa hàng để tặng luôn. Không biết là cô nàng này như thế nào thì mình để mình diễn kiến coi sao. Lần đầu tiên thấy thì té vậy đó nhưng mà thấy chảnh hả, vừa té cái bỏ ghét. Những ngày tiếp đó ở chi nhánh nó coi như là một chuỗi ngày ở trong địa ngục của em luôn anh chị. Em giống như là bị cách ly hoàn toàn luôn, rồi nhốt em trong cái quầy giống như cái chuồng vậy đó anh. Cứ tới giờ cơm á, rang cơm một khoảng thời gian vậy đó thì em thấy là cũng dễ thương mà đâu có giống như là người ta đồn đâu. Cũng rất là hăng hái nhiệt tình giúp đỡ mọi người trong quán vậy đó thì mình thấy ủa sao nó khác với hoàn toàn mọi lời đồn trước giờ. Thì cũng có cảm tình sơ sơ nhẹ nhẹ rồi. Sau đó thì em chinh phục cô gái này bằng cách nào? Thì mình sẽ đi từng bước. Đầu tiên thì mình cũng nghe nói là mới chia tay bạn trai. Thì cái là mình từ từ mình dạng như là mình mưa dầm thấm lâu thôi. Thì mình hỏi han chia sẻ tâm trạng sao rồi thích cái gì. Cái nói là thích đi chụp hình. Dạ thì cái là mình có được cái giống như là một chiêu bài cơ hội rồi đó, rủ đi qua Phú Mỹ Hưng chụp hình. Rồi chụp xấu giả mang luôn quá chị. Mà chụp bằng máy của máy điện thoại hay là máy cơ? Thời đó thì là chỉ có máy điện thoại thôi chứ chưa có máy cơ mà công nhận chụp xấu luôn. Xấu giả mang luôn. Xấu giả mang luôn xong quen hỏi còn nói em chứ trời anh cà banh mấy con chuột rồi mới ra được cái mặt em vậy đó em. Nhưng mà lúc đó là em có thấy thích bạn này không mà em đi chụp hình với bạn? Dạ không, em thích chụp hình hơn là em thích ảnh. Mà chị biết không, để hẹn mà đi chụp hình á, em anh qua chở em đi chụp hình nha. Em trang điểm nói chung em make up hết rồi, em ngủ nửa tiếng đồng hồ chưa thấy tiếng xe trước cửa nhà em luôn. Cái em hỏi ủa sao giờ này mới qua, anh bận việc xíu, anh trang điểm chút xíu. Em nói ủa trang điểm á hả, mặt này mặt gì? Anh nói là mặt mộc. Cái em nói trời ơi, sao mặt anh trắng dữ vậy, trắng hơn cả mặt em luôn mà anh nói là mặt mộc quá hả. Rồi ôi anh có biết em ngủ hơn nửa tiếng đồng hồ luôn mà giờ anh mới qua. Nó chị coi đó là ổng trang điểm ở nhà hả? Ổng trang điểm còn hơn em nữa. Trời, lúc đó em có nghi ngờ trời, có nguyên cả quán đồn á là anh này màu tím. Coi như là tụi em á quen nhau 2 năm trời, bí mật lắm không ai biết hết trơn hết đó. Rồi cứ em cứ nghe trời thằng Hùng này ai mà quen nó trời màu tím tím riệm tìm sim luôn á. Cái đồn một phát 2 năm sau cái nghe tin là anh chàng này quen em. Kêu nói ủa Diệp sao bẻ thành thẳng hay vậy Diệp. Vậy hả? Rồi cái thời gian quen nhau anh ấy có lãng mạn nè, rồi có tặng em nhiều đồ không, có tặng quà gì không? Dạ cái này thì là ngược lại. Tụi em ngược lại là cô nàng này là tặng em hơi bị nhiều, có thể gọi là tra tấn quà tặng. Là sao không hiểu? Tra tấn quà tặng đó anh, có nghĩa là không cần biết dịp gì cứ thích là mua đồ tặng. Dạ cứ thích là cổ tặng em hả? Dạ đúng rồi, mà cứ tặng gấu bông. Tại màu tím tặng gấu bông mà đúng rồi, lúc đó người ta chưa tét mà. Ủa mà sao em không có tặng cái khác?
Dạ. Còn tặng gấu bông là sao? Tặng gấu bông thì tối ôm gấu bông giống như ôm mình đi. Mình cũng chơi chiêu mà. Nhớ người. Ấy vậy tưởng tượng nghe cái ngày sinh nhật tặng gì ta? Dạ, sinh nhật thì không bao giờ có thể quên được. Em sinh là ngày 14 tháng 7. Thì cô nàng mới tặng một lần 14 món quà. 7 món là handmade, tại vì cô nàng này rất là khéo tay. Dạ. Và 7 món nữa là mua ở bên ngoài. Thì hai đứa hẹn nhau ở Hộn Rùa để tặng quà em. Là em hơi bị choáng. Lần đầu tiên là em nhận được 14 món. Món quà mà chở bằng xe tải hay sao? Em thấy là sách đồ lỉnh kỉnh tùm lum hết. Gặp nhau thì cô nàng mới mở từng món ra, rồi mới nói ý nghĩa từng món, là các món này là em nấu nè, món này em làm nè, món này em mua nè. Thì có khóc không? Dạ, cảm động chứ anh. Và lúc đó là trao nụ hôn đầu tiên. Nghe nè, rồi tặng nó ban đêm hay ban ngày? Ban đêm. Ban đêm. Rồi sao là tặng xong rồi, hung xong rồi, rủ đi đâu nữa không? Dạ chưa. Dạ chưa, trời ơi. Mình từ từ anh gấp quá, anh gấp hơn em luôn á. Trời ơi anh, cứ từ từ, tới sinh nhật ảnh xong sẽ tới sinh nhật em đó. Đó, cái ảnh hỏi là em muốn đi đâu, nói em thích ăn vặt, anh chở em đi đâu cũng được, cái gì chở em đi ăn, cái xong bữa đó xui cái em bị cảm, cũng tí tay tí tởn đi mua thuốc. Mình thấy cũng quan tâm mình lắm, cái uống xong hỏi thôi giờ mình đi đâu nghỉ ngơi nha em, đó cái khúc đó đó. Cái xong cũng đi vô đó. Vô đó là vô đâu nè? Vô khách sạn á chị. À, khách sạn hồi đó bữa đầu tiên. Dạ đúng rồi. Bữa đầu tiên á, cái vô trong đó cái thuốc ảnh mua tốt lắm chị, phát huy tác dụng cực kỳ, em ngủ mất tiều. Ủa bất thành luôn hả cưng? Dạ đúng rồi. Nhìn nàng ngủ nguyên đêm. Đó là tội em thực sự. Có lần thứ nhất như vậy chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Lần thứ hai có mua thuốc uống nữa không? Dạ không. Có bệnh cũng đâu dám nói là em bệnh đâu anh, em khỏe lắm. Ai chủ động rủ? Em là người mồi chài. Và lần thứ hai là lần đầu tiên em test ảnh đúng không? Dạ đúng rồi anh. Có tím như mình nghĩ không? Không có tím. Rồi cái cảm giác của mình như thế nào? Trời ơi thất bại ê chề. Ai? Đây. Là sao? Lên kế hoạch đó là sẽ là hạ gục em đúng không? Vô trong đó mà phụ nữ có bia mà, quất tới bến luôn. Anh nằm ở đây mọi chuyện để em lo. Là bé bị chị bắt nằm im mà. Đúng rồi, nằm đây coi chị trả bài nè cưng. Xong rồi chồng em cũng nằm. Trời ơi, trước giờ tưởng bà nay đó, rốt cuộc mình là khu rừng cho bà giảm nát mất tiêu rồi. Mà thôi kể em sao, cứ coi như bé trả bài đi. Mà thuộc không anh? Thuộc. Đó, thuộc. Good, good, good. Vậy đó hả? Dạ. Rồi sau đó là tình cảm của các bạn cho đến ngày cưới là có trơn tru không? Hay là có gặp những cái biến cố gì xảy ra không? Dạ, tại tụi em quen nhau tới 8 năm lận. Trời. Ồ, vậy á hả? Vậy à? Dạ. 8 năm mà mình thấy bạn bè của mình lên xe bông này kia nọ, mình cũng muốn. Rồi hỏi là sao giờ anh có cưới không? Không cưới nói một lời đi. Anh đi theo ai thì anh theo. Còn em thì em đi lấy chồng. Chứ quen lâu quá rồi mà cứ dây dưa hoài không chịu. Mà nói tới đợi xíu. Rồi rốt cuộc cũng đâu có thật hiện gì đâu. Rồi em buồn lắm. Có nghĩa là vì chồng không có ngỏ lời gì với em hết. Dạ đúng rồi. Lý do tại sao vậy em? Tại lúc đó thì em thấy kinh tế của mình nó chưa có vững chãi. Nên mình không có muốn là dạng như là chưa có đầy đủ gì hết mà lại cưới vợ thì nó không có lo cho vợ được nó đầy đủ. Nên là em muốn là mình vẫn kinh tế một tí xíu. Nhưng mà em có nói cho Diệp hiểu không? Dạ cái đó thì em không có nói. Hồi nãy Diệp có nói rằng là tại vì nếu mà anh không cưới á, để tôi còn biết để mà tôi lấy chồng. Vậy thì ảnh không chịu cưới em thì có nhân vật nào xuất hiện không? Dạ có nhân vật thứ ba chứ anh. Ảnh là xe marketing mà đi công tác. Thì em trước giờ cũng có vệ tinh. Thì người ta thấy em buồn, người ta cũng quan tâm này kia nọ. Thì em sẵn thấy giống như là mình đang buồn mà có người quan tâm. Thì em cũng đánh tiếng cho ảnh biết để coi ảnh xử lý như thế nào. Thì ảnh nghe tin như vậy, ảnh mới về. Ảnh bỏ công tác, ảnh đi về. Ảnh hỏi giờ ý em sao. Cái nói giờ cưới không, không cưới tôi đi theo người này luôn á nha. Cái cũng chần chừ, em bực mình quá em leo lên xe em đi luôn. Cái mà là... trong khi cái thằng đó nó chở đi luôn mới ghê chứ. Trời ơi, nổi máu lên. Trời nhĩ nhi ngồi kêu chở cũng chở. Mà hỏi đi đâu? Đi khách sạn chứ đi đâu? Rồi xong rồi hai người chở nhau đi. Đi đâu? Mà thằng đó nó cũng xui, không biết làm sao á. Mà nó rớt cái giấy chứng minh ở trong phòng của vợ em. Cái hai người đi rồi. Thì em mới ngồi xuống cái em thấy cái chứng minh trên có số nhà. Chạy lại nhà thằng đó, mình coi là nó có về không. Thì cái lại hỏi mẹ của cái bạn đó. Thì mẹ nó nói là nó về nãy giờ lâu rồi con. Cái mình cũng yên tâm, mình đi về. Là biết là
chắc chắn là cô nàng này là không có đi với người đó, mà là quăng hù dọa. Dạ thì đó, chắc là bỏ đâu dọc đường. Nhưng mà cái chi tiết lý do vì sao là rớt cái chứng minh nhân dân ở trong phòng em? Cái chi tiết mà rớt á là em cố tình á. Là sao? Tại vì mình nói là mình đi khách sạn. À. Mà giờ á tự nhiên không lẽ giờ ổng không tìm được, cái ổng nghĩ mình vô trong đó rồi sao này mà mình muốn nói lại cũng đâu có được đâu chị. Trời ơi, đó là oan uổng lắm. Cho nên là em mới giả bộ, em nói anh cho em mượn cái bóp coi có gì chổng không, cái cũng đưa cái sao em lấy chứng minh dục xuống gì đó, giống như là mình đánh tiếng vậy nha. Tại em thật sự là lúc đó cũng còn yêu chồng lắm chứ không phải là không yêu. Mà bữa đó là cũng có đi khách sạn, chồng mình ngủ mình. Rồi sau đó thì là huề lại liền không? Dạ có huề lại liền, nhưng mà cũng được khoảng mấy tháng cái giận tiếp. Ý hả? Tại vì ỷ mình cũng có nhiều vệ tinh, cho nên là cứ kén cá chọn canh, lầy lắm. Cái xong hôm đó cái em ấy cầm cái que em dục lên bàn nè. Đó, hai gạch á, muốn gì muốn. Sao? Có thai rồi á hả? Dạ đúng rồi. Lúc đó mới là chịu cưới, lúc đúng đó không? Mới là chịu cưới. Bây giờ cưới nhau về được bao lâu rồi? Dạ, cũng được 5 năm. Vậy là quen nhau quá lâu. Dạ. Coi như là tính luôn thời gian ở với nhau là 9 năm mấy không? Dạ đúng rồi. Rồi vậy thì bây giờ tới phần khui tật xấu. Hồi nãy giờ ông nói không mà giờ tới em đó. Ông có tật xấu gì không em? Dạ đương cử như hôm nay nè. Alo, vợ đáng đầu ạ. Em đang trên công ty chứ đâu. Tranh thủ về nha, để cho kịp chương trình. Em chấp anh 3/4 đoạn đường luôn á. Xong em đi về rồi. Sao quần. Ủa làm cái gì vậy? Em chấp anh 3/4 rồi mà chưa xong hả? Coi em này nha, 1, 2, 3. Trong vòng 10 phút em xong hết trơn rồi. Quay qua vẫn chưa xong là chị thấy không? Ở nhà em tủ mỹ phẩm người ta nhìn vô ta tưởng là của em, không, của ảnh. Của Mr. chồng em. Nhưng mà đánh cái gì nè? Thì em có đánh gì không mà thấy trắng hơn em rồi đó. Mà sao chương trình có nói với em là chương trình có make up không? Trời ơi, vô đây còn hỏi chị make up. Chị mặt em gì có cần phải dặm phấn đúng không? Nhưng bình thường đi làm có đánh không? Dạ bình thường đi làm thì không có đánh gì hết trơn. Không đánh phấn rồi sức kem dưỡng đúng không? Dạ là cũng có miếng kem dưỡng, miếng kem nền đó. Thì phấn nhẹ. Là chỉ khi nào mà mình đi tiệc hoặc là đi chơi gì đó thôi, còn đi làm thì vẫn để kem dưỡng mặt thôi. mộc phải có kem dưỡng, có kem dưỡng với kem chống nắng. Em mới nói anh ơi, anh công ty anh bán bóng mà sao nó không bao giờ bán hết bóng mà anh cứ để bóng hoài vậy. Chậm lề mề này, chậm lề mề rồi, rồi sống ảo lắm chị. Ảo sao? Trời suốt ơi, ngày trên Facebook hả? Facebook là một nè, xong rồi cái đơn cỡ giống như là chụp hình cưới đó chị. Mình đáng lẽ là phụ nữ mình phải là người chọn hình đúng không? Giao kèo em, hình nào anh đẹp thì chọn nha, còn em xấu mặc kệ, anh không rồi. Quan tâm đó. Rồi xong đăng hình lên, trời ơi sao mới có 2-3 lượt like vậy, tụi bay không like tao hết trơn. Em like cho anh chưa đó? Em không like là biết tay anh nha. Cái em phải vô em like xem chụp cái hình mà bảo like chị, em thảy qua vừa lòng chưa đó. Rồi xong rất là sạch sẽ. Lúc mà mới quen á, em thấy quần áo thẳng tươm luôn thì em tưởng là ở nhà chắc là mẹ chồng ủi cho ảnh. Đến khi về ở rồi thì mới biết là một tự tay tự ủi. Ủi mà cái ly nó thẳng băng luôn. Em mà ủi nó bỏ qua bên đi cưng, để anh ủi. Đó. Sạch sẽ đến độ mà đồ của con giặt xong á là bắt em cũng phải ủi lại cho con nữa. Cái mà phải thơm. Sẽ. Cái đó được, cái đó được. Giờ tới em đó. Dạ. Cô ấy có thật xấu gì không? Thì cô nàng này thì cũng không có gì xấu, mà chỉ có là trái ngược, đúng em thấy là đúng là vợ chồng. Có nghĩa là em kỹ cái gì thì cô nàng bày lại cái đó. Con gái phụ nữ về mà đi làm về cởi đồ ra quăng tùm lum đá lả hết trơn á. Mà em đi lụm đúng không? Em đâu có lụm đâu anh. Ờ. Em lụm đi em, bỏ vô thao giặt đồ em ơi, không có quăng vậy. Mà nói cũng như không, ngày nào cũng vậy. Thì tính mình thì là sạch sẽ. Mà nàng thì cứ cái bệnh, nàng chỉ có một cái bệnh bừa bộn á. Rồi còn gì nữa? Hiện tại thì vợ chỉ có cái bừa bộn thôi chứ còn cái gì thì cũng tốt, không đến nào. Thú đam mê gì không? À cái thú đam mê dạ thích cosplay. Cosplay đúng không? Cosplay dạ. Lúc mà quen nhau á thì vợ thích cosplay mấy cái kiểu như là ở trên mạng mình hay thấy đó, cô giáo. Rồi thủy thủ mặt trăng. Dưa xa này nhưng nọ. Mà nhưng mà có làm cho em bất ngờ không? Dạ có. Một lúc á thì mở cửa ra thấy em là thủy thủ. Lúc thì mở ra thấy trời em là ghê xa. Mà rất là thích những cái em cách. Sao em có nhào vô liền không? Đầu tiên là mình phải wow lên cho cô nàng thích thú rồi đã. Thì sau đó thì mình mới làm tiếp. Tại mục đích ta mà. Dạ thì đó, cô nàng này rất là thích sexy. Cực kỳ thích sexy luôn. Rồi sau này là em dặn là em quen với cái tình trạng đó rồi. Thì cô nàng có một cái hỏi ý kiến em luôn. Anh bộ này đẹp không anh? Gửi qua cho em coi. Em thấy duyệt ok.
thế là nàng đặt mua. Như là em là gần như là stylist của nàng về cái mặt hàng nóng bỏng đó. Thôi nói chung là nãy giờ kể mấy tật xấu mà thấy rất là đáng yêu không ạ? Dạ. Đó, rồi nhân đây nói luôn đi, mong muốn thay đổi điều gì? Thì đối với vợ thì không có cần thay đổi gì nhiều, chỉ cần là sạch sẽ gọn gàng hơn chút là được rồi. À, còn Diệp, Diệp mong muốn Hùng thay đổi điều gì? Em thì em mong muốn anh á là bớt sạch sẽ đi, em có việc em làm, ai bị em sạch sẽ quá em bài cho anh dọn thôi. Trời đất. Đúng ơi. Là buồn trường nha. Em ơi, yêu nhau 8 năm ha, lấy nhau 1 năm là thời gian bên nhau là gần chục năm rồi đúng không? Mà vẫn còn thấm thiết, vẫn còn nồng ấm như vậy là chắc là tụi em sẽ hạnh phúc lắm luôn á. Dạ. Con mỗi ngày nó mỗi lớn lên á là nó sẽ là cái chất mà gắn kết cho tụi em dữ dội nữa. Chị. Chúc cho hai em luôn hạnh phúc, luôn cười tươi như thế này và tận hưởng cuộc sống nha. Dạ, là em cảm ơn chị. Dạ. Đúng không? Xác, đó. Có cái điểm phải không chị? Có cái điểm. À. Mặc dù là chương trình không có cho cô với lại anh Thuận biết là tụi con sẽ ở số thứ mấy đâu. Thế nhưng mà cô cứ đoán, cô phẩm cô đoán á. Và cô đề nghị stylist make up đó làm cho cô này nè. Đấy, con thấy nhớ mẹ không? Có nhớ mẹ không? Nhớ mẹ lắm cô à. Wow, thật sự là hôm nay là anh rất là bất ngờ khi mà hai vợ chồng nhận lời tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Thật ra là hôm trước thì anh cũng có nói với chương trình, anh nói chờ phải chi bây giờ mà chúng ta mời đúng một cặp vợ chồng này là nó đúng với ý nghĩa của chương trình luôn, tên chương trình Vợ Chồng Son luôn, đó chính là Mạc Văn Khoa. Và ngày hôm nay Mạc Văn Khoa và bé Vi đã xuất hiện trong chương trình Vợ Chồng Son. Chào hai em. Rồi bây giờ đúng gái một con trong mòn con mắt con ạ. Đấy, hôm nay nhìn con gầy thon thả nhì. Vâng, thật sự thì vợ con ngon từ lúc chưa có con cô ạ. Ngon rồi, sau khi có một con thì đúng là ngon hơn. Ngon hơn con ạ. Đấy, cô chứng kiến lúc nó chưa có con mà. Dạ vâng ạ. Ngon rồi, lúc ấy cô có nói con là ngon rồi nhưng hôm nay ngon hơn con ạ. Dạ vâng, đúng rồi. Thôi bây giờ mời hai đứa làm một cái nhiệm vụ, đó là chúng ta chào sân một cái, giới thiệu bản thân mình, công việc, nghề nghiệp để cho khán giả được biết nha. Rồi, xin mời. Vì trước đi. À, tại bình thường ở nhà thì vợ nói sau đó thì em mới được nói ạ. Nên là thôi nhớ nhiều vợ chứ. Nói đúng không Khoa? Dạ. Ở nhà em ít nói. Em ít nói lắm ạ. Dạ. Em nhìn ở đây. Không nói, nhìn anh này. Dạ dạ. Dạ xin chào anh Thuận, xin chào cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thảo Vi, em là vợ của anh Mạc Văn Khoa. Công việc hiện tại của em là bán hàng online và phụ chồng kinh doanh bún đậu. Thế con nhiêu tuổi rồi? Dạ con. Dạ con 34 rồi. Em ơi, nhìn nó cứ như 24 á. Ôi trời, anh em không nói tuổi anh không biết em đấy, nhìn nó cứ như là nhi đồng thối tai ấy nhỉ. Ôi ơi, xỉu nhi quá cơ. Bây giờ là Vi phải nói lớn hơn chút xíu. Dạ. Đó, cái micro nó đang bị cụp xuống. Đang đó cho nên là Vi phải nói lớn lên xíu nha. Dạ, rồi dạ. Giới thiệu lại một cái chứ không ghi âm vô không rõ. Rồi. Dạ. Mời. Dạ con xin chào cô, chào anh Quốc Thuận. Con tên là Trần Thảo Vi, con là vợ của anh Mạc Văn Khoa. Năm nay con 34 tuổi. Và công việc hiện tại của con là phụ chồng kinh doanh bún đậu và bán hàng online. Bây giờ nói thiệt đi, có bao nhiêu cái quán bún đậu rồi? Dạ tới bây giờ là 9 quán rồi. Trời ơi, thấy chưa? Số đẹp quá chị ơi. Thế nãy ta vừa chúc 100 đấy thấy. Ta chúc 100 rồi, bây thêm giờ một cái nữa là coi như kỷ niệm 10 quán. Không cho đã luôn ha. Rồi bây giờ tới Khoa đó em. Dạ con chào cô Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận cũng như là chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Em tên gì? Xưng là cái gì ạ? Xưng là em à? Em dạ, em tên là Mạc Văn Khoa, là chồng của Thảo Vi ạ. Hai tụi em cũng mới cưới nhau đây ạ. Nhưng mà hôm nay thì tự nhiên lại được tham gia chương trình thì phải mặc bộ đồ cô dâu chú rể, nhưng mặc vào thì cái cảm giác hơn 2 tháng trước nó lại ùa về anh ạ. Ui dồi ôi, nó hồi hộp lắm anh. Nhưng mà cảm ơn mọi người, tất quý vị khán giả, những người cô, những người anh, những người chị trong nghề của con hôm đấy tới với vợ chồng con. Thật sự tụi con rất là vui và hạnh phúc luôn. Và cũng cảm ơn quý vị khán giả đã luôn yêu thương và dành những lời chúc cho gia đình của em ạ. Em thì là tên là Mạc Văn Khoa, nghề của em là nghề diễn viên ạ. Và ngoài diễn viên ra thì em cũng có buôn bán thêm bún đậu mắm tôm ạ. Thế con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con năm nay 30 tuổi ạ. Dạ kém vợ con 3 tuổi ạ. Dạ. Ba thế là con sắp 34 ạ. Không hề biết luôn. Dạ. Thế anh không hề biết luôn. Cô phải nói thật với con là con như là con già lắm cả. So với vợ con thì con già lắm ý. Dạ vâng, thật sự thì con cũng kém tuổi hơn vợ con cho nên là con cố khi đấy. Con make up hay mặc đồ con cũng muốn mặt nó già dặn tuổi một chút xíu. Chứ thật sự nhìn mặt con rất là non cô ạ. Không, con nói thật. Con đừng ảo tưởng, bắt đầu kể từ bây giờ giờ đi con không cần phải make up gì cả. Con vẫn già hơn vợ con đừng ảo tưởng.
Đúng rồi. Anh nói thật luôn á, anh tiếc lời với chị Vân luôn. Em không cần phải làm gì nữa, nhưng em vẫn nhỉnh hơn mấy vị. Dạ, ý là mặt em đè không là đã già rồi đúng em. Đúng rồi. Đã nhỉnh rồi. Không sao cả, không ai biết đâu. Không phải lo. Đó. Dạ không thì dạ, tại mặt con thì nó hơi khắc khổ chút xíu ấy. Lúc nào nó cũng nỗi niềm cho nên là nó hơi đứng tuổi chứ nên bây giờ con nó cũng vậy luôn cô ạ. Mặt nó nỗi niềm và nghiêm túc. Mặt rất nỗi niềm. Kiếm được một nụ cười rất là khó luôn ạ. Bây giờ mặt lúc nào cũng trong tâm trạng là chín quán bán đang rất ế. Nhưng mà thật sự chín quán bán vẫn được. Mà nó vẫn nỗi niềm. Mà mặt nỗi niềm lắm mà suy tư mà đi chụp ảnh là nguyên ekip là 3 tiếng đồng hồ là cười đúng một phát. Là con đi chụp ảnh để dán ở cái quán bún đậu ấy. Cả trang, cả make up, cả chuẩn bị hết là rơi vào tầm gần 3 tiếng là chỉ chụp được đúng tầm 2 đến 3 tấm là cười được một phát thôi ạ. Ngoài ra là nỗi niềm không? Con phải năn nỉ con ơi, bố xin con cười một tấm thôi để bố dán vào cái quán bún đậu cho nó niềm nở. Gần 3 tiếng cô ạ. Mặt lo lắng hầu lo. Không nhờ thấy thân với bố lắm, cô thấy trong mấy cái clip á. Thân với bố lắm nhỉ. Nhưng mà theo mẹ nhiều hơn ạ. Theo mẹ nhiều. Mẹ ba đi quay suốt mà. Rồi bây giờ nè, thật sự là đó giờ là anh không hề biết là cái chuyện tình cảm của các em đó bắt đầu như thế nào. Đó, Khoa là mê Vi hay là Vi là fan hâm mộ của Mạc Văn Khoa? Thôi bây giờ kể đi. Ừ, kể cơ duyên nào tụi con gặp nhau. Dạ. Vi kể đi em. Dạ. Khoa nói nhiều lắm. Đó, bây giờ Vi kể đi. Dạ, tụi em gặp nhau lúc lúc mà Khoa còn đang thi cái cuộc thi hài á. Là em đi xem thôi, bạn em rủ em đi xem. Tại lúc đó em nói thiệt là lúc đó là có anh Đức làm MC chương trình đó thì em là đem hâm mộ anh Đức cho nên em đi xem thôi chứ em không biết Khoa là ai hết. Dạ. Hâm mộ anh Đức. Dạ. Đi xem chương trình hình như chương trình Cười Xuyên Việt. Dạ đúng rồi ạ. Dạ cái 2015 á là đi xem thì lần đầu tiên em mới thấy một người mà dạ gái mà xấu kinh khủng khiếp luôn á cô. Lần đầu tiên thấy không thiệt mà anh em nói thiệt. Là bạn ấy đúng không? Dạ đúng rồi. Mà còn để tóc giống giống em y chang vậy nè, tóc bùm bê á. Anh nhớ rồi, anh nhớ hình hài đó rồi. Tấm cám á anh. Dạ. Nó xấu banh nhà lòng. Dạ. May sao? Quá chị lại xem hôm chị lại xem nó ở cái hôm nó đọc thoại mà cái gì cuối cùng là con gửi lời cái gì dạ, với cái bố đó trước ạ. Ơi con nhớ mẹ. Bố ơi con nhớ mẹ quá. Đấy thì em xem thì em giống như là em bị ấn tượng, em ấn tượng, em thấy vừa diễn duyên mà xấu nữa, xấu lạ. Đó thì cũng ấn tượng nhưng mà lúc đó chưa làm quen, đến tuần thứ hai em đi xem tiếp. Em đi xem tiếp thì bắt đầu hả diễn nó đứng ở trên sân khấu cũng cứ hay nhìn em ngồi hàng đầu mà hay nhìn xuống em hoài à. Chắc là cũng để giao em lúc đó là giao lưu chứ em không phải là cứ... người mà thấy gái đẹp là nhìn đâu. Thật sự thì mình giao lưu để mình có cái sự tương tác diễn tốt hơn ạ. Thế nhưng mà sao con lại cứ nhìn Vi? Lúc ấy là con đã ấn tượng với Vi chưa hay như thế nào? Dạ thì thật sự thì khi mà mình đứng trên sân khấu thì tự nhiên mình nhìn ở bên dưới có một cô gái thì tự nhiên là mình thấy cũng khán tượng, mình cũng nhớ mặt trên sân khấu, mình cũng nhớ cái tóc mặt dài đấy mà ảnh thích cái xong mái là tóc lúc mình diễn xong thì đây là người đầu tiên xin chụp hình với con ạ. Là lúc đấy là con mới được đang chưa được vào làm nghề ạ. Thì từ bé đến giờ là cái người đầu tiên mà lại xin chụp hình mình cho nên là mình ấn tượng ạ. Ấn tượng luôn từ lúc đó. Tức là chụp hình chung với cái này là giả gái đó. Dạ không, tuần sau anh tuần sau nữa. Nhưng mà con tả Vi lúc đó xem. Dạ lúc đấy thì cũng tóc cũng kiểu như thế này ạ, nhưng mà tóc dài một chút xíu và cũng mái ngang ngang thế này. Cũng nhuộm vàng như thế này. Dạ. Đó. Rồi sau đó thì là ai chủ động coi như là add Facebook, add Zalo đồ. Về thì em thấy có giống như là em tìm hiểu đến cuộc thi này xong rồi em thấy tên cái em vô, thấy đăng Mạc Văn Khoa cái em vô, em gửi cái tấm hình mà chụp chung á. Em nói em là người xin chụp hình với anh nè, xong cái qua Messenger nhắn tin riêng. Nói chung là hai đứa cũng để ý nhau. Thôi bây giờ về đi. Sao? Chắc mình phải chào quý vị khán giả. Ủa sao vậy chị? Trời ơi, đang ngon trớn mà. Không, mình phải bí mật cái mối tình của hai bạn này. Hai bạn này quen nhau như thế nào? Vi cua Khoa hay là Khoa cua Vi? Rồi cua hết bao nhiêu lâu thì mới gặp được nhau, mới yêu nhau, rồi cái nụ hôn đầu tiên là như thế nào? Mình phải bí mật. Hay bây giờ mình thêm miếng đi, tới cái phần mà tụi nó hôn nhau làm sao nè. Thôi đừng, rồi đừng. Khoa nó dụ Vi làm sao? Không, như vậy á, là để mọi người, để quý vị khán giả nếu mà tò mò thì mình sẽ phải coi trọn số này, đúng không? Phải cho người ta chờ đợi đúng không? Đúng không, đúng đó. Quý vị ơi, tôi rất tiếc mà thậm chí là muốn rớt nước mắt luôn. Phải nói cái lời là tạm biệt quý vị khán giả đang xem livestream. Để mà mong rằng là quý vị muốn tò mò, muốn biết về câu chuyện tình của Mạc Văn Khoa và Bé Vi như thế nào thì mời quý vị xem trọn tập
của vợ chồng Son và Mạc Văn Khoa. Đúng rồi, nha. Vào gọi là gì đó, vào mỗi một tối hàng tuần lúc 22 giờ trên HTV7. Đó. Đúng không? Tối chủ nhật hàng tuần. Tối chủ nhật hàng tuần. Tối chủ nhật hàng tuần nha. À. Rồi còn bây giờ thì Quốc Thuận, chị Hồng Vân và vợ chồng Mạc Văn Khoa xin chào nha. Bye bye, bye bye mọi người. Chào. Rồi, vô xong livestream rồi đó. Dạ. Vô tiếp tục. Rồi, à, tiếp tiếp luôn nè. Quay luôn tiếp luôn nè. Rồi, như vậy là em gửi tấm hình cho Khoa. Dạ. Khoa có phản hồi lại liền không? Dạ có, trả lời liền luôn. Trả lời sao? Dạ. Nhớ không? Sao Khoa, không, Khoa trả lời sao? Lúc mà bây giờ em phải hỏi cảm giác của Khoa chứ. Ừ. Khi mà con nhận được cái tấm hình đó. Dạ thì sau khi nhận được hình đấy thì con cũng nói vậy hả? Rồi. Sau đấy lại rất là chẳng vậy đó hả? Vậy hả? Dạ, sau lại nhắn tiếp là em là người chụp hình đầu tiên đấy anh à? Thì vậy hả em? Bây giờ cưới về mới chẳng nhảy. Hồi đó là không có đâu đúng không? Dạ, dạ hồi đấy thì cũng mình bản thân mình là cũng ấn tượng rồi. Cô gái và thật sự là khi chụp hình về thì mình cũng muốn biết cô ấy là ai, bởi vì là người đầu tiên xin chụp hình với mình. Thì nó có làm cái kỷ niệm mà thì lại vô tình thì lại về thấy cái tin nhắn đấy. Thì nói chung là hai đứa cũng đã ấn tượng về nhau rồi, sau về đấy mới tìm hiểu nói chuyện tâm sự và nhắn tin qua lại. Mà con chủ động nhiều hơn hay sao? Dạ con. Thật sự thì dạ con hả? Dạ con. Bởi vì con là một người khá là nhút nhát dạ, trong chuyện tình yêu ạ. Xong là đấy thì mới đi làm thì làm khuya, vợ con làm khuya thì mới nhắn là hồi đấy vẫn anh em thôi. Cũng chưa biết là con nhỏ tuổi hơn thì cũng cứ xưng em thôi. Mấy hôm đấy thì làm thì vô tình xe bị hư để kêu con qua đón. Thì lúc đấy thật sự con cũng không có xe. Con mới, dạ vâng, con mới lúc con còn ở nhà một người anh họ của tụi con, anh chị họ thì con mới mượn một chiếc Attila màu đen của anh chị, thì con chạy thế con đón Vi sau đấy thì lúc ấy thật sự là tiền đổ xăng cũng chưa có đâu. Thì mình cũng chỉ nghĩ là đưa về nhà thôi, thế thì đưa với gần nhà thì lại rủ ăn bún bò. Sau đấy lại rủ thêm hai bạn cùng phòng ra chết nữa. Trời ơi, mà ba tô bún bò cộng với mình nữa thì lúc đấy cái kinh phí của mình nó không đủ ăn trong áp lực cô ạ. Thì nói chung là không, mà thành ra lúc đó lúc đấy nó không có tiền, em là... không có tiền trong người lại, bởi dạ, vì là đúng rồi là lúc đấy lúc đó là nó vừa mới thi xong mà lại được đi làm rồi, thi lại còn phải đầu tư vào cho dạ, thi cử nữa đúng dạ, không, mà đi trên xe còn sợ hết xăng nữa đúng không, dạ vâng. Thì bây giờ ăn bốn tô bún bò bây giờ sao, cuối cùng cơn giải pháp như thế nào? Anh không có mang theo tiền, nãy gấp quá anh không có mang theo tiền thì con nói với Vi đấy. Có gì lần sau thì anh thanh toán anh thanh toán anh bù. Bởi vì lúc đấy mình cũng chưa yêu nhau mà mình chỉ đang lấy thôi, nhưng mà cái đấy là cái lần đầu gặp mặt thì cũng hơi thế. Lần sau thì con có cắm một chiếc laptop ạ. Lần sau đi chợ thì con có cắm một chiếc laptop Acer ạ, thời sinh viên có được 800.000 ạ. Là đi chơi. Dạ vâng, thì lúc đấy thì dạ hôm đấy thì đi đón thì đủ khả năng trả. Nhưng mà con có biết hoàn cảnh của Khoa lúc đó không? Con có biết Khoa cắm cái laptop không? Dạ lúc đó thì con chưa biết. Sau yêu nhau rồi con mới biết. Dạ, cũng giấu cô ạ, chứ quê mình cô đi ăn quê. Là mình lấy anh mới cắm cái laptop này, em cứ ăn đi thì nó cũng hơi ngại. Nhưng mà bây giờ là có chuộc là cái laptop dạ, này dạ không chưa? Mất luôn rồi ạ. Đâu đâu có chuộc có chuộc. Vấn đề bên này nhưng mà bị hư mất rồi, bây giờ thì hư mất rồi ạ. Dạ. Laptop là kỷ niệm lắm. Bây giờ thì có một cái laptop với lại một bộ quần áo, cái bộ quần áo mà trong tiểu phẩm độc thoại là con vẫn giữ làm kỷ niệm. Còn Vi sau đó là Khoa là tại vì vào tới chung kết của dạ, cái chương trình đó dạ, thì có nghĩa là mỗi một lần thi như vậy là Vi dạ, Vi đều đi theo để dạ, mà đều đi ủng hộ xem đúng không? À, xin nghỉ làm để đi xem. Nhưng mà lúc đó là con vẫn trên danh nghĩa là giống như là con ái mộ bạn ái mộ Khoa thôi đúng không? Dạ, hay là đến, lúc đó là đã yêu nhau đến luôn? Cái vòng gần chung kết là tụi con bắt đầu yêu nhau rồi. À, là coi như chính xác dạ, chính thức là yêu nhau đó. Là ngày 5 tháng 6 2015 á. Nhưng mà về chung kết là 12 tháng 6 2015. Về cái việc gọi là tỏ tình á thì anh Khoa anh có một cái điều gì đặc biệt trong cái bữa mà tỏ tình với Vi hay không? Dạ tỏ tình thì là em tỏ tình, nhưng mà giống như là anh cũng thích em thấy thích rồi mà cứ để hoài không có thổ lộ hết, kiểu giống như là cũng quan tâm chăm sóc, hoặc là em có nấu ăn em rủ qua nhà ăn vẫn qua bình thường. Vẫn quan tâm chăm sóc nhưng mà mình để hoài không có thấy lên tiếng gì hết. Nó còn bực mình nữa con, cứ câm lặng. Dạ lại nỗi niềm sao Khoa? Sao thế con? Tại sao không? Dạ con trước giờ như vậy là mình cứ bị ngại á. Nhưng mà vợ con thì lại rất là thẳng tính, rất khác tính với con, cho nên là vợ con là lúc đấy với lại kiểu như là hai đứa cũng tìm hiểu lâu rồi thì trước cái ngày quan trọng nhất trong cuộc đời ấy thì vợ con muốn là nói thật, chung nói kết thẳng không? Ra trước cái ngày chung kết thì, nói chung mình cũng ngại thôi, còn khi mà vợ mình đã kiểu như là đã lót đường, đã đánh tiếng rồi thì mình thẳng tới rồi không ạ. Thì con cũng bày tỏ tình cảm và
tụi con thì không có, lúc đấy thì cũng không có lãng mạn gì đâu, không có một cái buổi tối gì lãng mạn để tỏ tình ở đâu, nó chỉ là qua tin nhắn, qua lời nói thôi ạ. Rất là đơn giản và bình thường thôi ạ. Nhưng mà sau đấy thì sau đêm chung kết thì con được giải nhì, và như cũng như anh Thuận nói là từ lúc mà quen nhau cái là lúc nào cũng đồng hành với con, và sau đêm chung kết thì đồng hành với con tới lúc có bầu luôn, là lúc nào cũng đi theo con, mà hai đứa đi xa quay ở đâu rồi cũng đi với nhau hết ạ. Cô lại cứ hồi lúc mà cô cháu mình quay phim chung á, cô cứ ngỡ là Vi nó là quản lý của con luôn á. Tức là vừa là vợ mà vừa là bồ vừa là quản lý luôn á. Con chuẩn bị hết mọi thứ. Đó. Nhưng mà đùng một cái Khoa coi như là được giải thưởng, được giải đứng cao và được khán giả yêu mến. Vậy thì lúc đó là khi mà anh nhớ lúc đó là Khoa hình như là chưa công khai, chưa công khai Vi đúng không? Dạ, chỉ công khai với gia đình thôi ạ. Nhưng mà đến khi nào thì hai đứa mới bắt đầu có công khai với khán giả? Dạ, tới đám cưới của anh Giang, anh Trường Giang là 2018, ảnh dắt em đi đám cưới. Nhưng mà sau khi Khoa nổi tiếng, Khoa được đoạt giải đó thì Khoa có thay đổi gì không? Và dĩ nhiên là được nhiều khán giả biết tới. Tiền bạc này cũng rủng rỉnh đúng không? Xô cổ. Dạ cũng có trang trải một chút ít đấy, nhưng mà game ghét các thứ quá trời. Đó, lúc đó đó. Đó. Thì nó có khác hoặc là Vi có bị một áp lực gì không? Dạ lúc bắt đầu ảnh đóng bộ phim đầu tiên, được đi đóng bộ phim đầu tiên rồi bắt đầu là nhiều người biết đến rồi thì áp lực bắt đầu, em bị áp lực nhiều ạ. Áp lực gì? Dạ như là mọi người nói em là chắc là thấy thằng này bắt đầu nổi tiếng rồi bu vào này kia, nói chung là nói em mê tiền á, nhưng mà em không có xài tiền của Khoa luôn á, đến khi mà làm vợ chồng rồi mới xài tiền của Khoa. Còn trước đó là em vẫn đi làm, vẫn nói chung là vẫn tự chủ được tài chính. Và những cái điều tiếng đó là trên cộng đồng mạng hay nhắn là tin chửi em nữa ạ? Nhắn tin riêng vô Facebook em, nhắn tin ngoài riêng nói em mê tiền ra thì còn nói em gì nữa? Dạ lúc đó thì nói em mê tiền rồi hả, như là mê trai trẻ là bắt đầu biết rồi, bắt đầu nói quá, nói cái gì đủ thứ hết. Sau này thì bắt đầu quay qua nói là thấy chồng có tiền, bắt đầu đi sửa sắc đẹp, nói chung là cái gì cũng nói em được hết trơn. Kệ, mình làm dâu của người lúc đầu không quen thì không quen thì vẫn buồn khóc, nhưng mà từ từ rồi chồng cũng an ủi. Nhưng mà những lúc đó thì Khoa an ủi vợ như thế nào? Thật sự thì lúc đầu mà khi quen nhau ấy thì mọi người nói em là kiểu như là không xứng á, không xứng với lại Vi, bởi vì là xét về nhan sắc ấy thì em thì nhan sắc ấy ý là không nhỉnh bằng Vi. Về sau thì mình trong nghề thì được một chút xíu rồi thì mọi người lại nói chung là lại nói là Vi là ham tiền này kia, nhưng mà lúc đấy thật sự cô cũng hiểu là khi mới vào nghề thì cũng chẳng có tiền gì đâu. Đúng. Tới ngày hôm nay thì cũng chẳng có tiền gì đâu cô ạ. Chỉ có tình cảm mọi người thôi, còn có cái thì là mình có những cái mình hơn được ngày xưa. Ví dụ ngày xưa thì mình không có tiền, mình giống như là đi ăn tô bún bò cũng không có, nhưng mà bây giờ thì mình bún bò là mình có thể ăn được rồi. Nhưng mà khi mà làm nghề mấy năm mà còn trang trải về cuộc sống gia đình rồi bố mẹ ở quê nữa thì không phải là người có tiền gì đâu. Nhưng mà mọi người không có hiểu hết được cái tình cảm của hai đứa, không hiểu được hai đứa bên trong là cái gì. Thì mọi người nhắn như thế thì con cũng chỉ là an ủi như thế thôi. Chứ mà nhiều lúc nhìn vợ ăn buồn lắm. Nhưng mà mình thì nhưng có cái gì thì mình cứ nói thật ra thì hai vợ chồng hiểu nhau. Tới ngày hôm nay thì nói chung là hai vợ chồng có cái gì thì cứ nói thẳng với nhau ạ. Giống như là trước khi có em bé thì hai vợ chồng con thì có một cái khoảng thời gian rất là chết luôn, bởi vì là lúc đấy thì mẹ con thì xa xôi, chưa có hiểu được vợ con thì lại nghe thấy lớn tuổi, lúc đầu là không có đồng ý. Thế hai vợ chồng con thì rất là chết luôn. Xong rồi sau con mới quyết định là thôi cho hai bà mẹ con mới gặp nhau luôn. Thì gặp xong một cái là chỉ có trong vòng gần tiếng đồng hồ là bây giờ là toàn gọi cho vợ con là quý lắm. Nhiều khi không hỏi thăm con luôn, toàn có hỏi như thăm vợ mặt thôi. Với con luôn ấy. Đấy bây giờ có con gái chứ không đếch thèm có con trai. Đấy các cụ là hay thế lắm em ạ. Tôi nhìn thương con dâu rồi nó thương rồi là thương tới luôn á. Nhưng mà cái lần không, đó là đưa vợ rồi về quê. Dạ không, con mẹ con vào đây thì gặp nhau luôn. Tức là các cụ ngộ lắm, tức là khi đã thương rồi là thương tới luôn. Còn lúc mà không hợp rồi thì thôi rồi lượng ơi, là cứ như mỗi người một phách. Nhưng mà thích thương rồi là đấy. Thôi nói chung là Nhưng mà cô muốn hỏi một xíu là con bắt đầu có cái ý tưởng là mở bún đậu mắm tôm là từ lúc nào? Tại sao con lại chọn cái mô hình đó để con làm?
À, thật sự thì nó cũng là cái duyên của ạ. Hôm đấy, đợt đấy thì con mới lại con vẫn đi làm thôi, con cũng chưa nghĩ tới kinh doanh gì đâu. Thì con có hai người cháu ở ngoài Bắc thì vào trong này, thì trước cũng học bếp thì vào trong này đi xin là làm phục vụ, làm bếp ở những cái quán ăn ở trong này ấy, thì làm được 2-3 tháng thì không có cảm thấy không có theo được. Thì mới quyết định thì về thì mới con là cậu thì mới gọi con ra thì mấy cậu cháu tâm sự thì lúc đấy nói thì thôi thì đừng có về ngoài đấy, dù gì cũng học bếp thì nghĩ ra một cái món gì đấy của ngoài mình đi, bán trong này thì xem có được hay không, thì lấy tên cậu bán. Thì tình cờ hai đứa nó mới về, nó kiếm, nó mới nghĩ ra quán món bún đậu mắm tôm. Thì mới lại bán cái đấy. Thì không ngờ là được quý vị khán giả ủng hộ, mà thật sự con đăng lên con không nghĩ được là hôm sau quý vị khán giả tới, mà không dám kéo cửa lên đấy, bởi vì là mọi người tới đông quá, mình sợ không phục vụ được hết, và mình bị quá là nó tới quá là nhanh luôn, và không dám kéo cửa luôn, là chuẩn bị mới mở ra một cái là hết sạch bún luôn rồi. Xong là từ đấy thì mới mọi thứ mới tới đâu thì mình sẽ học hỏi thêm, mình cố gắng làm sao cho nó hoàn hảo nhất. Coi như cứ lộc tới mà ập vào mặt không thể nào đỡ được luôn á. Chính vì thế mà không, nhưng bây mà giờ đã có cái tiệm số 9 rồi, em ăn rồi luôn rồi. Thì hôm chị cũng ăn rồi. Mà em là cái người không biết ăn bún đậu mắm tôm luôn. Tại anh miền Tây, anh không ăn được cái mùi mắm tôm. Nhưng mà anh vẫn ăn được. Và bằng chứng là anh vẫn là một trong những khách hàng ở Trần Quang Khải. Là anh ăn với anh Minh Tuấn hàng xanh. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Rồi, nhưng mà bây giờ quay lại cái chuyện tình yêu của tôi nói đây chị. Không phải là em tò mò đâu. Thôi, em không tò mò. Cái phần này chị nhường cho em. Nhưng mà gì nè, thế này nè. Tại vì trong mắt của anh á, là Khoa nó rất là hiền. Dạ. Và trong làm việc với nhau, Khoa nó hiền lắm em ơi. Đừng rào trước rất là sau. Hiền. Bây giờ em hỏi cho luôn đi. Cho nên anh muốn biết là trong tình yêu đó thì bạn ấy có hiền như vậy hay không? Dạ, cũng hiền lắm anh. Lúc nào cũng hiền đến bực mình á. Có chủ động để mà gọi là trong lần đầu nắm tay hay là lần đầu hôn má? Em chủ động rồi, hết hôn môi. Đừng nói em chủ động hết nha Vi. Em chủ động hết, nhưng mà có hôn môi thì ảnh chủ động. Còn em thì em thích cảm giác lúc nào đi đâu cũng là nắm tay hết, cảm thấy rất là an toàn. Tính từ cái lúc mà chính thức là bạn trước chung kết, trước chung kết, trước kết là hai bạn là người yêu với nhau rồi. Thì đến bao lâu thì mới có nụ hôn đầu tiên? Có hôn má thì không, nó không hôn má không tính đâu em. Còn hôn má là hửi nha. Đó. Còn hôn nụ hôn đầu tiên sao phải có là lại hôn xấu môi. Hổ à. Bây giờ đã là bố của người ta rồi, vừa chồng người ta rồi, bố của con người ta rồi mà lại còn xấu hổ là thế nào? Dạ thì sao Vi? Dạ nụ hôn đấy thì nó vào đúng ngày hai đứa tỏ tình ngày 5 tháng 6 ạ, trước cửa nhà trọ ở khu vực Đinh Tiên Hoàng ạ. Nhớ rõ luôn. Thì thật sự thì cách đây mấy năm không ạ? Dạ vào ngày 5 tháng 6 2015. Đấy cái đợt mà trước chung kết hay sao? 7 năm. Dạ 7 năm. 7 năm. Thì thật sự thì đôi khi thì em cũng hay tập diễn ấy. Thì con đứng trước gương thì con cũng thử đưa cái mặt, mình hay tập diễn mà, thì thấy một người mà dám nhìn thẳng mặt con hôn thì cũng là rất can đảm. Cho nên là tại vì nhìn mặt con nó hơi khó hôn cô ạ. Thì cảm giác đấy, đứng trước cái dãy trọ đấy thì cũng nhìn mặt nhau, thì mình cũng chủ động mình tới, thì vợ cũng tới. Sau đấy thì nhắm mắt lại thì không gian nó tối đi, thì bốn cái bờ môi chạm vào nhau. Thì lúc đấy thì cũng như bao nhiêu cặp yêu đương khác thôi, nó rung động. Nhưng mà con chủ động và, đúng không? Dạ, và quan trọng là vợ con không bị sợ. Vợ con cũng rất là rung động luôn thì nhưng mà nó nhanh lắm, kiểu dạng chỉ chạm xíu thôi xong là rút ra. Xong là những lần sau thì mình bạo hơn một chút xíu, hôn lâu hơn chút xíu. Nhưng mà là trước hẻm luôn. Đó. Dạ trước cái hẻm nhà trọ đường Đinh Tiên Hoàng ạ. Nhớ rõ. Thế nhưng mà cô hỏi thật nhá. Thế trước Vi là con có mấy người yêu hay là chưa từng yêu? Dạ trước Vi thì con nói chung là con cũng chỉ là thích thôi, ngày xưa ở quê với lại đi học thì cũng như là thích thôi. Còn nếu mà gắn bó và tình yêu mà trải qua cuộc sống cả vật chất cả tinh thần thì Vi là người đầu tiên ạ. Và đối với con thì con yêu thì không quan trọng là người đấy như thế nào, nhưng mà con rất là thích sự chung thủy ạ. Hai đứa phải hiểu nhau, tin nhau thì sẽ là điều quan trọng nhất trong tình yêu. Đấy, cho nên là bị rút rát như thế đấy, rút rát lắm. Nhưng mà sau đó là cũng có kinh nghiệm rồi, cho nên là nó quyết liệt hơn đúng không Vi? Dạ cũng không hơn gì mấy mà chút không chút à. Ảnh cũng hay nhát cao quá đúng không? Không, lại ảnh nhát hơn những người bình thường á. Dạ, nhiều... rồi cái lúc mà chụp hình cưới thì sao? Không, có nghĩa là cái cảnh mà không có nghĩa là vậy nè, sau cái hôn đầu tiên đấy thì là đến cái hôn thứ nhì nó có đánh xoẹt một phát như thế không? Hay dạ, là nó cũng, phải đọc lại chứ? Dạ, cũng xoẹt xoẹt cô ạ. Xoẹt thôi, mình kiểu
mình mới cảm nhận được 3 giây thôi, nó chưa được 10 giây nữa à. Thậm chí là mình chưa cảm nhận nữa thì là không có rút ra rồi đúng không? Vì là cái bị ngại bây giờ sao? Mấy hôm bữa đi chụp ảnh cưới thế dạ, là khoan khoan Vi, cái lúc mà chụp ảnh cưới đó thì đây nè, lúc mà tại sao anh hỏi điều đó là tại vì khi mà ở trước cái hẻm nhà trọ Đinh Tiên Hoàng đó thì tối và không có ai thì mà còn xẹt vậy, hú hồ chi bây giờ chụp ảnh cưới có mấy người chụp hình rồi mấy thằng đánh ánh sáng nữa, thì cái lúc mà kêu mà chụp hôn môi thì lúc đó là sao ta? Dạ cũng xẹt vậy, tại tụi em chụp ảnh cưới ít hôn lắm nên chủ yếu là dựa đầu vào nhau thôi, còn hôn là thợ còn nói là chưa kịp bấm máy luôn á anh Khoa là đã rút ra rồi. Sao bây giờ thế, bây giờ cô hỏi thật, cô hỏi thật thế, trong 7 năm yêu nhau cái nụ hôn nào của nó dành cho con là dài nhất? Dạ chắc là lúc biết con có bầu á cô. Lúc mà con báo là có em bé đó. Thế lúc đó là sao con? Lúc đó là sao con? Kể nghe xem là. Ôi trời ơi, con được làm bố rồi. Ôi trời ơi, ông trời, con được làm bố rồi. Sau đó là hôn ạ. Mà hôn bụng. Ôi cái phản ứng đó giống như là cảnh kết trong phim Chị Mày Học Yêu 2 á Khoa. Dạ đúng rồi ạ. Hôm nay là phát tập cuối luôn đó em. Dạ. Nói chung là trong phim thì nó cũng có những cảm xúc của ngoài đời ấy, mình càng ngoài đời mình càng biết được nhiều, mình càng trải qua nhiều cũng bằng cảm xúc thì khi vào phim mình sẽ đóng đạt hơn. Và đúng là cảm giác làm bố thì nó tới, nó không khó diễn tả lắm ạ, nó tới một phát mà giống như mình nó lan tỏa ra mà mình không biết nói cái gì, mình chỉ biết ôi trời ơi được làm bố rồi, nó tới mà nó rất là hạnh phúc và rất là xúc động nữa. Thế nghe trong đầu con lúc ấy con nghĩ là con sẽ thích một đứa con trai hay một đứa con gái? Dạ con thì con nói thật luôn là trai với gái đối với con không quan trọng ạ. Đối với con có con là con sướng rồi, bởi vì thật sự tại con hơi khó. Hai vợ chồng con cũng lúc ấy cũng chưa cưới đâu, cũng xác định là cưới ấy thì lại dịch thì hai đứa cũng cứ thả hơn 2 năm mới có được em bé. Là vợ con thì hơi khó. Và tới bây giờ thì con bé rồi thì kể cả cũng đang muốn con nữa mà cũng chưa được ạ. Là... yên tâm, hôm nay anh Thuận sẽ chúc. Ôi giời ơi gớm, anh Thuận chúc được. Chúc hên lắm mà. Ôi hên lắm. Thề con không xem hên khủng khiếp. Son à? Ôi Khoa ơi, cô nói con nghe nhá. Riêng mà anh Thuận anh chúc buồn cười lắm con ạ. Không biết người như này mà sắp thành ông mụ thì không hiểu được. Nhưng mà con có biết không, có những cặp nhá, người ta là đây là hoàn toàn là gần như là muốn vô sinh luôn á. Đó mà tuyệt vọng luôn, mà là lớn tuổi rồi, đi bao nhiêu lâu ở bao nhiêu chỗ không có bầu. Chị biên tập của chương trình này, biên tập con gì đi qua Đức rồi đó nhớ không? Thế mà có bầu con ạ. Đấy là người cả gần... biên tập đều có bầu luôn á? Có. Ôi biên tập chương trình Vợ Chồng Son có bầu hết rồi. Bây giờ ngoại con đi quay chương trình là đa phần là biên tập là ế hết rồi. Ôi không có bầu hết khi rồi. Khi có người yêu lắm mà đây chúc cái có bầu luôn là. Ôi trời ơi, không tôi có là, tôi một là, lần mà có đến 2-3 lần con ạ. Dạ thôi chơi thôi thì hôm nay hai vợ chồng con với em nắm tay nhau anh chúc cho. Hồi xíu đi, xíu đi. Chứ đi. Tại em ham quá, em ham quá anh ạ. Là ai thì chúc cũng có bầu, ngoại trừ Hồng Vân thôi. Không có thôi chứ thật ra là các em biên tập là dính hết luôn. Bây giờ tôi mà có bầu nữa thì kỷ lục Guinness luôn rồi. Thôi bây giờ nè, bây giờ tiếp tục luôn nha. Đó là bây giờ anh đang muốn biết cái lúc mà Khoa nó cầu hôn á, cầu hôn nó nói như thế nào và thể hiện như thế nào, có nhút nhát không Vi? Dạ tức là cầu hôn con trước khi tức là sau khi có em bé rồi hay là trước khi có em bé? Dạ sau khi có em bé mới cầu hôn con đây ạ, rồi tháng 4 ạ. À là trước tháng 4 đúng không? Dạ đúng rồi. À tức là sanh em bé rồi. Dạ. Dạ. Ủa sao để lâu chứ vậy Khoa? Em bị ngược á. Bình thường là người ta sẽ cầu hôn sau đó đi thử váy cưới rồi đi chụp hình rồi làm đám cưới. Còn có con. Tụi em là, dạ có con, còn tụi em là có con sau đấy là cầu hôn. À có con sau đấy là đi chụp ảnh cưới, thử váy cưới rồi mới cầu hôn ạ. Đấy, tức là ngược lại đấy. Dạ. Là, thế là, lúc ấy con cầu hôn nào? Dạ cầu thật hôn sự chắc ở một nơi rất là lãng mạn đúng không? Dạ, tại quán bún đậu ạ. Bún đậu, tại quán bún đậu mắm tôm. Dạ. Cơ ngơi sự nghiệp người ta mà. Dạ không phải, bởi vì là con cũng chăn trở tìm rất là nhiều nơi rồi và mình thì thật sự là con cũng không phải là một người lãng mạn lắm đâu. Trong vòng 7 năm thì chưa bao giờ làm một cái gì thật sự là bất ngờ cho vợ, thì chỉ có mỗi một cái cầu hôn thôi. Thì sẽ phải làm một cái gì đấy mà thật bất ngờ, phải làm cho vợ nở nụ cười trên mồm và rơi nước mắt ở trên mắt anh ạ. Thì mới tìm hiểu khắp nơi luôn, cũng lên mạng hỏi hết mọi người là phải đi nhà hàng rồi set up nó lãng mạn, nó nến hay là trên sông hay gì đấy. Thấy mọi người làm cũng nhiều rồi mà mình lại không hợp với mình. Tạm như thì kỳ. Dạ, suy nghĩ đi nghĩ lại thì bây giờ làm ngay tại quán mình luôn và sẽ đóng quán một hôm và tự tay mình sẽ trang trí, tự tay mình sẽ set up buổi đấy thì
hôm đấy là đóng quán ở Hóc Môn tại cầu hôn ở quán bún đậu Hóc Môn luôn, là đóng quán luôn. Sau đó là đi mua hoa về Tết rồi trang trí, rồi cột, thậm chí là trang trí một cái tấm hình vuông ấy, sau đó là in hình trái tim lên, sau đó là bong bơm bong bóng thổi muốn hóp hết mồm luôn cô ạ. Ui rồi thổi bong bóng, sau đó cột tay này kia rồi đính lên, mà đang mua nó lại thiếu hoa, hoa lại chạy đi mưa gió sòng sọc chạy đi, mà ui rồi nó tan nát hết bầu trời nó. Đúng ngày cầu hôn mưa to dã man luôn. Và lúc ấy cầm thiếu hoa mà mời vợ, hôm đấy là mời vợ là 7 giờ là hôm đấy sẽ làm một cái bữa tiệc trước khi là đi, trước khi là làm đám cưới đấy, một bữa tiệc là tiệc độc thân này ăn kia, uống gia đình. Ăn uống gia đình thì sắp tới giờ rồi, sau đó là chạy loạn lên, và đúng là cũng kịp ạ, kịp thì nói chung là hôm đấy mọi người thấy một tấm hình là trái tim này kia, nhưng đằng sau là cột dây thừng buộc hết vào những cái can mắm 30 cân để nó níu lại được cái đấy đấy. Xong là đúng lúc vợ tới cái, xong là mở lên, mở nhạc lên rồi lãng mạn dắt vợ vào, ui rồi nhìn thấy bất ngờ, và cái đấy là mình cảm thấy là mình đã làm được một điều bất ngờ cho vợ trong vòng 7 năm. Sướng luôn. Dạ, vì sướng. Lúc đó vì kể tiếp vì có không, cái trạng thái còn sao Vi? Tại vì hôm đó bình thường là các quán là con coi camera được hết luôn, thì hôm đó cúp camera nói là sửa quán, là anh lên anh sửa quán, rồi tối 7 giờ em lên anh nấu ăn với mọi người thôi. Thì con cũng mặc đồ rồi cũng sửa soạn chút tại gặp gia đình. Cái vừa tới là mở cái cửa kéo lên nha, là thấy nến, hai hàng nến dài đi vô tới trong, rồi rải hoa đầy hết luôn, rồi nguyên một cái trái tim, rồi hình hai vợ chồng. Thế là bất ngờ vợ chồng mình, tại vì 7 năm là toàn là em là bất ngờ thôi, chứ chồng em là chưa làm cái gì cho em bất ngờ hết. Vậy hả? Dạ. Cô lại cứ nghĩ nó nhiều chiêu trò lắm. Dạ. Em cũng nghĩ vậy luôn. Không, nhưng mà đúng là nhiều khi khó lắm cô ạ. À. Bây giờ giống như kiểu là nhiều khi mình thấy những khoảnh khắc đấy nó không bất ngờ đâu. Mình nhiều tặng vợ bó hoa thôi, nhưng mà vợ thì lại đối với vợ đấy là cái bất ngờ. Ví dụ sau đợt cầu hôn thì con rút kinh nghiệm. Dạ. Đó, nhưng mà thế có tặng nhẫn tặng nhiếc thì không, có quỳ xuống quỳ rết lết xẻn xuống rồi nói anh yêu em hãy làm vợ anh nhé? Dạ có. Đó, đúng không? Có hát không? Đó là nói xong là con khóc, con hòa lên khóc luôn. Tại như là mình không khóc mới lạ đó. Dạ. Thế còn thấy bất ngờ với mình hạnh phúc. Thế còn lúc em bé đâu? Dạ có bé theo. Con bé con theo. Dạ. Thế là bố quỳ xuống trước mặt hai mẹ con luôn. Dạ. Ôi đáng yêu thế. Mà con hai bún đậu có cười không? Dạ không ạ. Dạ, không ạ. Mặt không cảm xúc ạ. Cháu nó cứ nó vẫn nói niềm. Mặt nó cứ thế thôi ạ. Mặt mà nó có duyên lắm. Mà mà hôm đấy rất là may luôn, bởi vì là đằng trong trước khung cảnh đấy là đằng sau là toàn mắm với bát đũa ở kia, đằng sau bàn ghế. Thì đúng lúc hai đứa xong xuôi hết rồi là đi vào ngồi ăn thì cái đấy nó bị sụp xuống ạ. Trời ơi, bởi vì là gấp rút quá. Ui giời may quá. Em đấy là đang quỳ xuống mà nó sụp xuống nguyên cái hoa, nó nặng quá nó sụp xuống. Có một thằng em tội lắm thì cũng phụ ông anh là buộc rồi trang trí hoa này kia, vừa vào nhà vệ sinh vuốt tóc rồi chỉnh lại quần áo ra, vừa tới nơi cái nó sụp luôn. Ông chụp được tấm hình với anh chị luôn. Mà đúng là vừa xong cái thì nó sụp xuống. Em có thấy ngày hôm đó là ngày thử thách của em không? Dạ thử thách. Trời thì mưa tầm tã luôn. Bởi vì trong đầu mình chỉ nghĩ là ví dụ làm một cái tấm bằng cái này rồi gắn hoa này kia hình trái tim này kia đơn giản thôi, nhưng mà khi mình vào mình làm mình mới biết là nó trái tim nó méo 4-5 lần thì mới chỉnh lại chụp cho nó tròn, sau đấy là phải đính vào lại, đang đính thì thiếu hoa mà ui dồi, mà từ Hóc Môn chạy ra Hồ Thị Kỷ. Trời ơi xa dữ vậy. Lại mua đấy nó rẻ. Không, nhưng mà phải công nhận là mặc dù rằng là như là tự tổ chức như vậy, nhưng mà thật ra là các bạn đã có một cái không gian nó rất là lãng mạn, đúng không? Rất là lãng mạn. Bây giờ mình sang cái phần kia đi. Đó. Cái phần mà lạ lùng đấy con, cái phần mà gọi là chắc nói xấu biết nhau mà, đúng không? Vì biết vì xem nói nhiều xấu nhau đúng không? Đó. Đấy. Chắc Khoa ở nhà nó vui suốt cho nên là không có tật xấu gì đúng không Vi? Chồng em chỉ có hơi ẩu tả xíu thôi, là đi đâu về là vứt đồ đó thôi chứ còn không là có bừa tật xấu đâu. Tức là bừa bộn đúng không con? Thế còn gì nữa không? Kể nhiều ra đi em. Đoạn này là khán giả rất muốn biết đây. Dạ dạ không ạ. Nóng tính là con. Dạ con thẳng tính quá cho nên nhiều khi có cái gì con hay thẳng như hay làm bích lòng. Để chút nữa Khoa nó khai. Để chút nữa Khoa khai. Chứ... còn bây giờ Vi á, Vi khai hết đi. Bao nhiêu tật xấu mặt Văn Khoa bên em khui hết đi. Nó có nhây không? Dạ cũng nhây ạ. Nhây hay kiểu tát cho mặt mình đó cô, kiểu ngay cho mình bực mình khó chịu. Nó có những cái tật nhây lầy nào khác ví dụ mà tát không? Em kể một vài tật điển hình đi. Dạ không, ngay chồng ngoan lắm ạ. Cái khó bóc phốt chồng được lắm. Thế còn bừa bộn cỡ nào? Dạ bừa bộn nếu nào mà không có con thì chắc cái nhà rác lên thấy cao. Thế là quá bừa quăng rồi. Kiểu quăng thoải mái level cao rồi. Xong đến lúc đi tìm đồ mà anh muốn tìm cái áo anh mặc hôm chương trình này hôm chương trình kia là phải con tìm, chứ tự tìm là không bao giờ tìm ra. Tại con dọn con cất thì biết. Bây giờ thì có bé giúp việc thì bé đó cất, còn trước đó là con làm không ạ. Là quên đúng không? Nhiều khi đi diễn về mệt cái đầu cái ỷ lại á, tại có người dọn cho nên ỷ lại.
Với lại mình cũng phải có tật xấu chứ anh. Mình sống ở hoàn hảo quá nó áp lực lắm chị ạ. Đôi khi em có thể là em kể và em có thể gấp bộ đồ nó rất là đơn giản thôi. Đôi khi mình cũng phải tỏ ra mình có tật xấu gì đó chứ. Mình hoàn hảo quá, vợ chủ quan anh ạ. Đừng bao giờ để vợ chủ quan trong hôn nhân, trong cuộc sống gia đình. Mà lúc nào vợ cũng phải nghĩ chồng phải làm cái này cho chồng này kia chứ. Vợ chủ quan quá không làm gì cho mình hết, lâu lâu nó khô lắm anh ạ. Chứ còn em thật sự em không phải là người ẩu tả, không phải em nói đâu, nhưng mà trong ví dụ trong công việc kịch bản hay tất cả đồ đạc con rất là kỹ luôn, nhưng mà khi về nhà thì mình nó thoải mái một xíu chứ mình cứ cả trong công việc rồi kỹ rồi về nhà cũng kỹ càng, nó cuộc sống nó không có màu sắc. Nhưng mà đôi khi thì cái quần thì mặc về thì quăng ở đấy thôi thì nó cũng bình thường thôi, bị hổ vậy dạ. Không bị hổ đó. Thế thôi, thế còn gì nữa không? Thế có mê game không hay là mê... đó. Có đam mê gì không? Dạ đam mê câu cá, nhiều khi câu cá đâu. Sao già thế con? Câu cá già mà. Trước tuổi thế con? Dạ thì chung là con nó cũng giống như mặt của con đó. Cuộc sống của con nó cũng chậm xíu vì là mình nhiều khi mình đi làm thì mình luôn liên tiếp là mình phải vận động, mình phải chạy theo công việc. Đôi khi thì mình muốn chậm lại chút xíu, về nhà này có những khoảng thời gian thì đi ra ngoài ngoài sông, ngoài suối, ngoài bờ gì đấy thì cầm cái cần câu thả cá thì nó bình yên. Nhiều khi 4-5 tiếng đồng hồ nó trôi qua nhanh. Em ơi, làm tin ông đấy, ngồi làm câu dạ, cá. Dạ vâng, thì cô cứ tưởng tượng là cái mặt con ấy cầm cần câu nhìn nó rất là thư thả. Đấy, nhìn nó rất là thoải mái, thư giãn. Lâu lâu cầm một tách trà nữa. Dạ vâng ạ. Múc ly cà phê cái, xong là mặc dù trời rất nắng, có thể là 11, 12 giờ trưa đi câu cá ấy. Cho nên là da nó đã đen rồi thì nó cứ liên tục đen như thế ạ. Bởi con không có, ví dụ như là lâu lâu vợ ông nói là đi spa thì này dạ, kia với vợ cho nó vui thôi. Dạ có, đi chăm da, như chăm 10 ngày thì đi câu cá một ngày là coi như xong. Đúng rồi, cũng như không, ông trả lời cho nắng vậy đó. Gọi là cái đam mê ạ. Thì cũng bực mình, nhưng mà chồng nói là anh chỉ có đam mê câu cá thôi, anh không đam mê gì khác hết, em mà còn cấm nữa thì sao được thì thôi. Thế thời gian nữa lại thêm cờ tướng nữa đây con ạ. Dạ. Câu cá với bida, con bida thì ít hơn, mà câu cá có khi nhiều khi một ngày được nghỉ là chỉ có gặp chồng con được buổi tối vài tiếng thôi. Con chứ ơi, là vợ, đi cả ngày. Ấy, vợ con càng ngày nó càng nhuận, thế con có ghen không? Có ghen không con? Dạ không, cô con thèm được ghen mà không ghen. Không ghen, không ghen à? Dạ. Từ sao lúc con yêu đến bây giờ luôn con thèm được cảm giác chồng ghen. Về ghen thì chỉ có vợ là ghen con nhiều thôi, còn con thì không ghen luôn chưa dạ. Bao giờ, bởi vì là quan điểm khi con yêu là con phải tin. Dạ. Còn nhiều khi tin quá mà không ghen, nhiều khi mình cũng cảm thấy không biết có thương mình không. Lúc đầu con nghĩ vậy, không biết có thương không mà sự, sao không thấy ghen. Thật sự một người đàn ông mà hoàn hảo như con có thể nào mà vợ mình có thể mà ấn tượng với một người chàng trai khác được. Thật sự luôn đấy, bởi vì con rất là tin tưởng luôn. Phải nhiều lúc mình nhìn vào gương mình nói một người đàn ông như thế này thì vợ làm sao mà có thể bị cuốn hút bởi người đàn ông khác được chứ. Mình quá hoàn hảo đúng không? Dạ vâng ạ. Mắt mơ màng đó. Dạ vâng, cho nên là con rất là tin tưởng luôn. Nhưng mà cô hỏi này, ví dụ như là khi mà chẳng hạn hai đứa cùng xem chung một bộ phim nào đó chẳng hạn, mà vợ con nó buộc miệng lên nó khen cái chàng trai ở trong phim nó đẹp, ui anh nó đẹp dai quá này, con khó chịu không? Dạ không ạ. Chỉ có con buột miệng thôi là khó chịu với con thôi, chứ còn con, vợ con buột miệng em ấy xinh quá là mặt. Vợ con nói thật luôn, con nó không ấy, còn bởi vì nó cứ bù trừ cho nhau á. Ví dụ như vợ con rất là nóng tính luôn thì con lại hay bị cản nể, con lại bị hiền thì hai bên nó xô bù nhau. Chứ mà hai vợ chồng cùng nhau nóng tính thì khó mà sống chung được với nhau lắm. Cũng giống như là con không có ghen thì vợ con lại quá ghen. Rồi bây giờ nhân đây nói luôn đi. Đó, những cái tật xấu của cô ấy là gì? Dạ, tật xấu của vợ con thì thứ nhất là nóng tính ạ. Là cực kỳ nóng tính luôn. Nóng tính như thế nào không? Cái đồ nóng tính của bạn ấy là như thế nào? Bếp lửa bật lên. À, giống như cái bếp ga anh bật phát là lên lửa luôn ấy. Thế nó có đánh con bao giờ chưa? Dạ có cắn con một lần ạ. Cắn thừa dạ. Sống thiếu chết không? Dạ bây giờ vẫn còn sẹo luôn ạ. Lâu chưa khoa? Dạ vâng, lâu rồi ạ. Lúc đó chưa cưới. Lúc đó chưa cưới luôn. Dạ. Ủa nhưng mà chưa có cái đầu đó nó phải nặng lắm cho nên mới cắn. Dạ ghen đấy ạ. Ghen với ai? Ghen trong nghề hay ngoài nghề? Hay dạ, là ghen Phong Long ở trong một người bạn nào đó? Bạn đấy chỉ là hiểu lầm thôi. Dạ. Con đi có bạn con dẫn bạn con đi ăn thì con đi ăn với lại bạn của với lại bạn con nữa thì bạn của bạn không đấy cũng không nhớ là vì sao nữa, nhưng mà đôi khi thì nhiều khi mình đi làm về mệt quá thì khi mà vợ mình hiểu lầm mình thì mình lại cũng có những cái mà cái câu nói nó bị không bị ngắn gọn quá bị giống như kiểu là xúc tích con thì không bao giờ con chửi hay là gì vợ đâu, nhưng mà con hay im lặng lắm. Ví dụ như là trong cái lúc cãi nhau thì con ít khi con nói lắm, để nói chán đi, xong là một vài tiếng sau hay nửa ngày sau thì con bắt đầu là nói chuyện lại.
Thì lúc đầu thì ghen lắm, nhưng mà bây giờ bắt đầu là từ từ cái ghen đấy nó bớt dần và khi mà quen bé rồi thì bây giờ thì nóng tính ấy thì nó sẽ bớt hơn nhiều so với vợ con ngày xưa, thì bớt hơn một nửa rồi. Và rất là thẳng tính luôn ạ. Và nhiều khi là ví dụ như trong một quản lý một cái quán thôi thì đôi khi thì nhân viên thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều vấn đề, thì đôi khi mình cũng phải là mềm mỏng một chút xíu. Đây thì thẳng quá thì nhân viên nhiều khi khi sốc ạ, nhân viên sốc đúng rồi. Nhưng mà con thì lại bị cả nể quá, con là nhiều khi lại chiều nhân viên quá, cho nên là đôi khi nhân viên là cũng phải có người này người kia cô chứ hai người đều mà lúc nào cũng phải khác nhau đó. Nhưng mà vậy cũng hay, giống như Khoa nói đó, là một cái sự bù trừ lẫn nhau đó. Chứ còn tật xấu gì không? Nóng tính này hay ghen này với lại hết, bây giờ hết ghen. Ghen mà ghen không, bây giờ cũng còn ít. Bây giờ ghen gì bây giờ thì ít rồi ạ. Thời gian mới yêu nhau á, mới yêu, tại vì là em không hiểu được cái bên nghệ thuật nhiều, cho nên nó nhiều khi thấy đóng chung với người này người kia mình cũng buồn cô. Mấy cái cảnh mà thân mật cũng buồn, hoặc là nhiều khi bạn bè đi chơi chung thì em không có biết mấy người bạn đó, mấy người đó chỉ là bạn của bạn thân ảnh thôi. Thì đi chung tự nhiên mình cũng thấy buồn, mình tự nhiên lúc đấy con cảm thấy tự ti á. Sao á, xong rồi con ghen. Nhưng mà cái đó là trước đây, còn bây giờ là hết rồi đúng không? Dạ, bây giờ thì cải thiện. Dạ, bây giờ kiểu lâu lâu hơi ảnh mà thí dụ đi đóng với ai mà đẹp đẹp xíu thì cũng sướng ha, thì kia nói vậy thôi, trong lòng cũng buồn xíu là thôi à, chỉ thoáng qua như vậy thôi. Nhưng mà có ghen với khán giả không? Dạ không ạ, em mà thấy khán giả mà tới ôm hoặc là chụp hình với ảnh em mừng lắm ạ. Nói chung là ít ai nhắn tỏ tình hay là gì với em lắm, giống như các ca sĩ hay là diễn viên khác thì có thể là nhiều người mà nhắn, ví dụ như là khán giả thật sự luôn, bởi vì là họ mến mộ và có hay có cảm tình nữa. Còn mọi người khán giả nhắn với con thì đa phần chỉ là diễn hài có duyên hay là diễn hài có cười thôi, còn chưa bao giờ mà kiểu như là tỏ tình mà kiểu như là yêu đương đâu. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Có những cái tật như là các quý bà thời 4G chẳng hạn, chẳng hạn là đi mua sắm online. À có ạ. Dạ vâng, thật sự thì shipper biết cả tên mẹ vợ, biết cả tên em vợ, và tới bây giờ biết cả tên con chó nhà con luôn rồi ạ. Bởi vì là ship hàng cho nhà con rất nhiều luôn. Đôi khi con ra con lấy hàng xong lại điện: anh ơi, con thằng đen nó vẫn ở ngoài nhá, anh vào anh khóa cửa, là anh ra anh dắt nó vào đi chứ mất công khóa cửa nó mất. Là biết đen, tên tất cả đen, mọi người luôn, và bây giờ biết tất cả các ngõ ngách để ném đồ vào rồi, bởi vì là nhiều khi không có ở nhà đấy. Chết giả. Nói chung là ở nhà thì mua cho con không có gì đâu ngoài đồ, và đôi khi thì nhận là vẫn một câu: cái này em mua cho con, cái này em mua cho con. Và đúng là nói chung là lướt mạng xã hội thì có thể chán, nhưng mà lướt những trang mua hàng thì không chán bao giờ. Lướt hoài không bao giờ chán. Dạ. Rồi bây giờ hôm nay thì Mạc Đăng Khoa muốn vợ mình thay đổi điều gì? Không, vậy thôi anh ạ. Không thay đổi gì hết. Có bớt mua sắm không? Ghen thì cũng đã bớt ghen rồi, nóng tính thì cũng đã bớt nóng tính rồi. Mua sắm thì thôi bớt mua sắm đi, cũng phải ước một điều chứ con. Đúng không? Tự dưng mình không có được một điều con ước xong mà mình không dại gì mình không ước. Con cũng hoặc là bớt cái gì chứ? Con không thích là bớt mua sắm. Bớt mua sắm đi. Nhiều khi mua những cái con có mua rồi mà con quên. Dạ đúng rồi cô. Có cái con mua 2-3 lần luôn á. Thấy chưa? Dạ với con còn nói với shop là chắc giao lộn cho con, nhưng mà không phải, con coi lại là con đặt rồi. Wow, quên đó. Dạ. Con bé kia nó nhanh nhỉnh lên một tí nữa nó biết dùng điện thoại rồi đó. Nó sẽ đồ lại y chang mẹ nó. Lại mua là đến mấy tập người mua ấy. Thôi ước đi, vợ ơi, ước đi, bớt lại tí. Ước à? Ước đi con. Không, nhưng mà điều ước thì nó phải, con muốn nó lớn hơn xíu nữa. Còn mua đồ thì dạ. Không, thì tùy con mà nị. Thì bây giờ Khoa muốn điều gì? Tùy con muốn điều gì ở Vi nè. Đó. Nếu mà bớt cái điều đấy đi thì vợ con là perfect hoàn hảo đấy. Dại gì mình không ước? Bớt nóng tính hay bớt mua sắm? Hay bớt con mong là bớt suy nghĩ ạ. À dạ, bớt suy nghĩ nặng nề, bớt suy nghĩ nhiều một chút xíu đi. Đôi khi thì mình cứ sống nó thoải mái thôi. Mình đã tiện lấy nhau, đã có con với nhau rồi, làm đám cưới nhau rồi, tin tưởng nhau, không nên bớt suy nghĩ nó quá nặng nề. Suy diễn bắt đầu suy diễn từ lúc có bầu ạ. Lúc đấy là khoảng thời gian đấy thì ở nhà không có đi theo con nữa, thì bắt đầu là nhiều khi là thấy con không về đi đâu là bắt đầu là vẽ ra cả một bộ phim luôn ạ. Cả một bộ phim luôn, có đầu có đuôi có kết luôn. Thì bây giờ thì lúc đấy là bởi vì ở stress mà, bởi vì mấy năm trời đi theo con, lúc nào cũng có nhau, thì từ khi con bé có bầu là không đi theo con nữa. Và thì đôi khi thì hay suy diễn suy nghĩ nhiều quá. Bây giờ là bớt suy nghĩ lại. Bớt suy diễn lại. Rồi thế còn Vi có muốn Khoa thay đổi điều gì không? Hoàn hảo quá rồi đúng không? Dạ. Em cứ nói thẳng ra. Giống như lúc cưới thì em nói là chồng em là đối với ai em không biết, nhưng mà đối với em thì rất là hoàn hảo.
Nên là em chỉ muốn là công việc của chồng em lúc nào cũng thành công hơn, rồi chồng sẽ đi ít đi câu cá lại để ở nhà chơi với con với vợ nhiều đó. Hơn xíu. Với lại một cái nữa là đi đâu về là hung con rồi phải hung vợ nữa. Giờ hung con không chưa? Ôi đó là rồi. Một cái điều ước là chính xác luôn á, một cái mong rồi. Muốn quá tuyệt vời. Bây giờ luôn. Chốt một mong muốn thôi nãy giờ. Không có quyền mong muốn nhiều thứ là em dạ. Mong muốn còn cái ước là em nói là anh phải yêu thương em giống như hồi trước vậy đó. Dạ, bây giờ anh dành cho con 9 phần, em có 1 phần thôi à. Đó, hai mẹ con phải ngang nhau chứ. Chết chưa. Chứ mai mốt con mà đẻ nữa là con dẹp qua một bên luôn á con. Dành hết cho hai đứa con rồi con là dẹp qua một bên luôn. Hôm nay con mới nghe được cái điều đấy đấy. Dạ. Thấy chưa? Thật ra đôi khi thì mình thấy nó mọi thứ nó lướt qua nhanh quá. Về thì thấy con thì đựng con ôm con một cái nhưng mà đôi khi thì cũng quên vợ cô ạ. Thì cũng là cái mà nhưng mà lần sau thì có gì cứ nói thẳng luôn. Đúng, nói thẳng anh chứ đừng có để trong lòng lâu như thế. Dạ, đúng rồi. Anh đang định nói nha. Anh cũng vậy đó, anh là cũng là một người mà rất là mê con. Dạ. Nhưng mà cái vợ đó anh thì mình là vui nói liền luôn. Dạ. Vợ anh là chặn đứng liền đó. Anh bay về lúc mà mới có Candy đó à. Bay về hôn con không? Là mấy lần mình không để ý, mình cứ nghĩ là bay về hôn con. Em mấy lần sau cứ chỉnh. Hôn con mà không hôn vợ gì hết. Cả em cả thằng Khoa là phải học chú Tuấn. Dạ. Học chú Tuấn chồng của cô á cho tới giờ phút này luôn. Chị nói em biết, đi ra khỏi cửa là hôn vợ. Về đến nơi là phải ôm vợ hôn vợ đầu tiên. Không, cái đó là cô không ép nha, mà cái đó là mình nó cảm giác là một mình bản năng của chú hay sao mình an toàn nữa. Mà con có biết cái cảm giác đó nó vô cùng hạnh phúc không? Thực ra cô chả cần cái gì ngoài cái đó, đúng không con? Thế cho nên là giờ con phải bắt trước chú nhá. Dạ. Nhớ nhá. Em cũng bắt trước luôn nha. Bắt trước nha. Thôi bây giờ nhân hôm nay nè, một cái kỷ niệm nha. Xong đi rồi anh chúc. Dạ. Anh chúc nha, anh chúc là dính đó nha. Rồi. Thì bây giờ đó anh muốn Khoa ha, nhân hôm nay mình đàn ông mà đúng không? Dạ. Có cái điều gì đó, có một cái lời gì đó với vợ mình hay không đó, dành một cái lời nói, một cái sự bày tỏ gì đó với bởi vì trong chuyện ngày hôm nay. Thực ra cô thấy vậy nè, cái tâm trạng của Vi á, là cô có thể cô có hiểu được một chút đó Khoa, có nghĩa là gì nè, quen với con từ lúc mà con còn là một cái gọi là một người mới tinh ở trong nghề đúng không, đã đồng hành với con suốt luôn như vậy là 7 năm rồi. Thì cái đám cưới mới diễn ra cách đây là 2 tháng thôi, yeah. Đúng không? Thì thực ra qua cái đám cưới đó thì mới thực sự là danh chính ngôn thuận với tất cả mọi người trong nghề cũng giống như là đối với khán giả. Thì như nãy con vừa mới nói đó, hôm nay lên lại mặc cái bộ đồ cô dâu chú rể tự nhiên cái cảm giác nó ùa về đúng không? Thì chắc chắn Vi cũng sẽ như vậy. Nhưng mà hôm nay đây sẽ là lần thứ nhì một cái hình ảnh mà nó lan tỏa tất cả, gọi là một cái sự danh chính ngôn thuận ha, khắp cả nước rồi cả nước ngoài luôn. Đúng không? Thành ra là ngày hôm nay nếu mà con làm được một cái hành động mà phải nói là tình lãng cảm nè, lãng tình mạn cảm nè, với Vi là cô ấy sẽ rất là hạnh phúc. Cái đó là cô nói nghiêm túc đấy. Rồi. Ngồi ở đó hay đứng đấy, lên gì đều được. Mắt hấp hiêm mơ màng nhìn Vi đi. Nhìn Vi, nhìn vợ đi đấy. Đừng nhìn tôi. Tại sao mà lần mà nhìn thấy em mặc chiếc váy cưới là anh cảm thấy rất là hồi hộp và nó như là lần đầu ấy, bởi vì để mặc được chiếc váy cưới này em đã phải thiệt thòi rất là nhiều, phải chờ đợi rất là lâu và tới khi thì cái gì mà cách đây hơn 2 tháng thì hai vợ chồng cũng đã mặc rồi và mọi người cũng danh chính ngôn thuận rồi, nhưng thật sự cái gì đó là thiệt thòi thì nó mãi cũng vẫn sẽ là cái ký ức của mình. Dù anh có bù đắp thế nào đi nữa thì nó cũng không thể nào mà bằng được đúng. Ví dụ như là đúng hai đứa yêu nhau, cưới nhau sau đó thì nó theo trình tự. Nhưng mà có thể là mình hơi thiệt thòi một chút xíu như anh đã nói rồi. Khi yêu anh thì em đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Thì anh sẽ cố gắng bù đắp cho em không chỉ là 1 năm, 2 năm mà sẽ là suốt cả cuộc đời này. Và có cái gì mà em cảm thấy anh không được một cái là cứ nói thật với anh, nói thẳng với anh luôn, bởi vì điều ước của anh cũng là chỉ mong em không phải suy nghĩ nhiều nữa thì thôi, hai đứa cứ chia sẻ thẳng thật với nhau. Còn đúng là thời gian gần đây thì hôn con nhiều hơn, thì ngày hôm nay ngay tại đây mình hôn nhau một phát em nhé. Trời ơi. Dạ. Tôi xúc động quá đi mất thôi. Đấy. Vì tôi quay đi kìa. Đấy. Tôi quay xúc đi. Xúc động lắm á.
Dạ, con muốn cô và anh chứng kiến nụ hôn này. Cô chứng kiến luôn. Dạ vâng ạ. Không chỉ có anh đấy, tôi làm tóc không phải tự dưng mà tôi làm đâu nhá. Dạ vâng ạ. Mà còn có hàng triệu khán giả đang xem đấy nhá. Lần đầu tiên và mấy năm nay thì nụ hôn nó hơi chớp nhoáng một chút xíu. Thì hôm nay mình làm lâu một tí em nhé. Chung là lãng mạn nhưng mà con người anh là nó vẫn nhây nhây một chút xíu nên là cuộc sống nó phải vui, đưa mồm đen. Rồi. Đẹp trời, quá. Đáng yêu quá. Hôm nay là chắc là lần đầu tiên mà hôn lâu như thế ở trước máy quay với lại công khai đấy. Công khai luôn nè. Là lâu rồi đó hả? Dạ. Không không, ý là mạnh dạn nếu mà ấy thì nó sẽ lâu hơn xíu nhưng mà rồi. Nên là đầu tiên hôn lâu như thế ạ.